người nha, đêm rồi khuya rồi, hiện tại là bây giờ là 1:23 đó. Thì trong cái thời gian mà em vừa mới chốt đơn xong cũng như là vừa làm công việc là chốt đơn và tư vấn hàng ngày cho tất cả các chị em về làm đẹp, thì bắt đầu cái việc làm đẹp của chính bản thân em. Đây là dòng sản phẩm là kem body dưỡng trắng da BC Cosmetics nha mọi người. Dòng sản phẩm này rất là thơm, rất là trắng, và cái dòng sản phẩm này đã cải thiện cái làn da của em. Mọi người thấy cái làn da của em trắng không? Nó trắng rất là mịn nha, rờ vào nó rất là mềm, cũng như là khi mà thoa xong á, cảm giác cái da nó không có bị gọi là bí mồ hôi, và cảm giác cái da của mình nó mềm nhẹ như da em bé vậy á. Và đặc biệt là khi mà mình thoa xong ấy, cảm giác nó lan tỏa ra một cái mùi hương nước hoa rất là sang chảnh và rất là cuốn hút nha mọi người. Nói chung là nó rất là quyến rũ luôn. Thì dòng sản phẩm BC Cosmetics này được rất là nhiều chị em đánh giá cao, cũng như là khi mà xài trong vòng khoảng là từ 7 đến 10 ngày, cảm thấy cái làn da của mình được bật tông và sáng hơn, sáng rõ luôn nha mọi người. So với những dòng sản phẩm kem body khác ấy, thì mọi người rất là ngại về cái vấn đề là thoa lên nó lộ dòng vân kem đúng không? Riêng về dòng sản phẩm này nó sẽ không có lộ vân kem, cũng như là mình có thể đụng nước thoải mái thả ga luôn. Càng đụng thì cảm thấy cái làn da của mình nó càng có cái điểm là thấm và nó trắng hơn đó. Thì dòng sản phẩm này mọi người có thể là rất là tiện dụng khi mà mình có thể là mình sử dụng kem body này để chống nắng khi mà mình đi bơi, hoặc là mình có thể là mình sử dụng để mà bảo vệ dưỡng da mình trong cái mùa hè nắng nóng như thế này. Thì cái việc chăm sóc da là cái điều rất là cần thiết của tất cả các chị em phụ nữ mà muốn mua được cái dòng sản phẩm mà chất lượng, những cái dòng sản phẩm mà có cái hiệu quả tốt cho làn da. Thì em khuyên tất cả các chị em là dòng sản phẩm này rất là thích hợp, cũng như là khi mà sử dụng dòng sản phẩm này, cảm giác cái làn da của mình nó sẽ được trắng trẻo hơn, cũng như là nó sẽ không gây ra những cái hiện tượng như là kích ứng da. Bên em sẽ cam kết hoàn tiền 100% nếu xảy ra cái trường hợp là kích ứng da. Nhưng mà vấn đề kích ứng da thì hầu như tất cả các chị em phụ nữ đều không có hiện tượng đó nha mọi người. Và khi mà sử dụng cái dòng sản phẩm kem dưỡng trắng da BC Cosmetics này, thì khi mà mình đánh lên đó, cái độ thẩm thấu vào cái làn da nó rất là tốt luôn. Chỉ trong vòng 1 đến 2 giây thì cái chất kem nó đã thẩm thấu vào da và nó không hề để lại một cái lộ vân kem nào trên da, cũng như là thoa lên thì nó thấm rất là nhanh, và đặc biệt là nó sẽ không có bị rít da nha mọi người. Mọi người rất là ngại về cái vấn đề dưỡng trắng da body, mà khi mà mình sử dụng một cái dòng sản phẩm nào đó dưỡng lên da tay, thì da tay của mình thường có cái hiện tượng là nuôi lông, mọi người hay gọi là nuôi lông. Nhưng mà riêng về cái dòng sản phẩm BC này á, nó sẽ là dưỡng trắng da và nó không có làm cái lông tay của chúng ta mọc ra đâu. Nên mọi người hãy tự tin về cái dòng sản phẩm này, cũng như là mọi người mà muốn có một làn da đẹp để mà mặc những cái bộ đồ mà sexy, hoặc là những cái bộ đồ mà kiểu như dây như thế này nè, mà muốn bộc lộ ra những cái điểm trắng trên cơ thể như thế này, thì mọi người nên có một điểm mắt cúp nhẹ lên da để cho làn da của chúng ta được trắng đều hơn. Và cái điều đặc biệt em muốn nói đến về cái dòng sản phẩm này, khi mà mọi người thoa lên da ấy, là cái chất kem này sẽ thấm vào da, nó sẽ không có bị bết dính vào quần áo nha mọi người. Thì đây là một cái điểm rất là đặc biệt, cũng như là điểm cộng rất là tốt vào cái dòng sản phẩm này. Cái độ chống nắng của dòng sản phẩm này cũng khá là tuyệt vời, cũng khá là tương đối, là cái độ chống nắng của nó là SPF 45 cộng. Thì cái độ chống nắng của nó rất là phù hợp với da, cũng như là nó sẽ không gây ra những cái tình trạng là kích ứng da, cũng như là nó sẽ bảo vệ cho làn da của chúng ta dưới những cái tác hại tia UVA, tia UVB rất là tuyệt vời. Và đây là dòng sản phẩm có một cái chất kem màu trắng như thế này nha mọi người. Đó, màu trắng như thế này. Đây là dòng sản phẩm không chứa những cái chất gây hại cho da, cũng như là không gây bào mòn da. Rồi mùi hương thơm rất là đặc biệt, và cái chất kem nó sực sỡ rất là dễ đánh. Thì đây là một cái món quà rất là ý nghĩa đối với tất cả các chị em phụ nữ muốn có một làn da trắng sáng, cũng như là mọi người muốn tìm hiểu về cái dòng sản phẩm này thì nhanh tay đặt hàng cho em qua số điện thoại hotline là 077 33 39 279, hoặc là vào trong cái Zalo bên em qua số điện thoại là 0933 766 739, hoặc là 0355 838 057. Đây là dòng sản phẩm hoàn toàn chất lượng, bởi được kiểm định bởi là Bộ Y tế và được công bố ra thị trường. Đây là một cái dòng sản phẩm bán rất là chạy tại shop anh em, cũng như là được đánh giá và khen ngợi rất là nhiều. Mọi người hãy cảm nhận về cái dòng sản phẩm BC Cosmetics này nha. Bye bye.